Liên tiếp có những thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng và chính quyền địa phương đã khen thưởng đột xuất cho tập thể, đội nghiệp vụ và công an các phường về thành tích kịp thời bắt giữ đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Theo đó, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê, Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hà đã khen thưởng đột xuất đội cảnh sát hình sự Công an quận và Công an phường Xuân Hà vì có sự phối hợp chặt chẽ truy tìm nhanh chóng đối tượng Võ Minh Tiến, 30 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn vào chiều ngày 7 tháng 10. Liên quan đến vụ việc, Công an quận Thanh Khê đã khen thưởng đột xuất cho một công dân là anh Lưu Đình Hoàng, 25 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh, vì đã có hành động kịp thời tố giác tội phạm, giúp đỡ cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ được tội phạm. Dịp này, Công an quận Thanh Khê và Đảng ủy Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khê cũng tổ chức khen thưởng đột xuất cho Công an phường Hòa Khê vì thành tích nhanh chóng làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Đức, 14 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, là thủ phạm chuyên thực hiện các vụ đột nhập, trộm cắp tài sản tại hai quán cà phê và pizza trên địa bàn.